Trên thế giới, Israel tuyên bố cô lập thủ lĩnh của Hamas, cảnh báo đanh thép đến Hezbollah. Thái Lan giải cứu 162 công dân bị lừa đến Myanmar. Đức điều tiểu đoàn xe tăng áp sát biên giới Nga. Vương quốc Anh cấm khí cười. Trung Quốc trồng thành công rau và cà chua trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Tại Việt Nam, kêu gọi tẩy chay ứng dụng Snapchat chứa bản đồ đường lưỡi bò phi pháp. Lũ dâng bất ngờ, Đà Nẵng sơ tán dân trong đêm, giáo viên trở lại trường chạy lụt. Hà Nội dừng hoạt động cơ sở mầm non chở 11 trẻ lên xe 7 chỗ. Hải ơi, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay, ngày 8 tháng 11 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo Reuters đưa tin, vào hôm ngày 7 tháng 11, quân đội Israel đã tuyên bố đã tiến vào trái tim thành phố Gaza, nơi được coi là pháo đài của lực lượng vũ trang Hamas, đồng thời cảnh báo Hezbollah không tham chiến. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, lực lượng công binh chiến đấu của Israel đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm do Hamas xây dựng, trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza. Và cùng ngày, thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng thủ lĩnh cấp cao nhất của Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar, đã bị cô lập trong hầm trú ẩn và thêm rằng chính nhân vật này đã cách đây một tháng đưa ra quyết định tấn công dân thường, phụ nữ và trẻ em Israel. Về nhóm Hezbollah, chính phủ Netanyahu nói rằng Israel sẽ không chấp nhận việc Hezbollah hay là Hamas ở Liban làm tổn thương cộng đồng và dân thường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả quyết liệt bằng hỏa lực trước khi mà bất kỳ cuộc tấn công nào. Và nếu Hezbollah chọn tham chiến, đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của họ. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ ngày 7 tháng 11 cho biết, trong cuộc điện đàm mới nhất, thì Tổng thống Biden đã thuyết phục ông Netanyahu thực thi một lệnh ngừng bắn trong vòng 3 ngày để đổi lấy việc Hamas thả con tin. Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rằng ông không tin tưởng Hamas, không tin lực lượng này chấp nhận thỏa thuận liên quan đến con tin. Thái Lan giải cứu 162 công dân bị lừa đến Myanmar. Truyền thông Thái Lan ngày 7 tháng 11 đưa tin rằng 162 người Thái đã bị lừa làm việc bất hợp pháp cho các băng nhóm lừa đảo ở phía bắc Myanmar sẽ được đưa về nước mà không phải đối mặt với cáo buộc nhập cư nào. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, số người này đã được sơ tán đến khu vực an toàn và đang được xác minh quốc tịch. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự kiến các công dân sẽ được đưa đến thành phố Lâm Thượng thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sau đó được trở về Thái Lan. Và trước đó, đầu tuần này, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan đã tới Yangon để gặp người đứng đầu cơ quan nhập cư Myanmar để thảo luận về việc hỗ trợ hồi hương cho 162 người Thái. Việc giải cứu diễn ra khi mà cuối tháng 10, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân đội và các nhóm vũ trang ở Bang Shan, phía bắc Myanmar và giáp biên giới với Trung Quốc. Kể từ ngày 26 tháng 10, gần 33.000 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã phải sơ tán. Các phương tiện truyền thông Myanmar đã đưa tin rằng hàng nghìn người đã trốn sang Trung Quốc. Và tiếp theo là các thông tin đáng chú ý tại châu Âu. Đức điều tiểu đoàn xe tăng áp sát biên giới Nga. Mới đây, thì Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ triển khai hai tiểu đoàn xe tăng tham gia nhóm tác chiến của NATO hiện diện tại Litva. Đơn vị mới dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2025 và hiện có khoảng 1.700 binh sĩ từ 6 quốc gia thành viên NATO đóng quân tại quốc gia vùng Baltic này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius đã nói rằng Berlin đang tìm cách thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm đối với NATO. Ông cũng mô tả Nga là mối đe dọa và cho rằng việc quân NATO hiện diện tại Litva có thể sẽ tiếp tục xảy ra ít nhất là trong vài năm tới. Về phía mình, thì Moscow nhiều lần cảnh báo NATO không nên di chuyển lực lượng đến gần biên giới Nga và tuyên bố sẽ hành động tương xứng với việc NATO tăng cường quân sự ở Đông Âu. Vào tháng trước, thì Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nói rằng Nga sẽ phải đáp trả kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO. Và ông cho rằng việc này sẽ mang lại nhiều rủi ro chiến lược cho Nga. Cũng trong ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, 62 tuổi, thông báo từ chức sau khi mà một số thành viên trong nội các của ông bị bắt với cáo buộc tham nhũng. Sau cuộc họp ngắn với Tổng thống nước này, ông Costa cho hay nhiệm vụ lãnh đạo chính phủ không còn phù hợp khi có bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với tính chính trực của tôi. Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết, ông Jabalo de Sousa đã chấp thuận đơn từ chức
của Thủ tướng Costa, một cuộc họp của Quốc hội vào ngày 8 tháng 11 sẽ quyết định việc nước này bầu thủ tướng mới hay là giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm. Và trước đó cùng ngày, truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin các nhà chức trách khám xét văn phòng của ông Costa và một số bộ, sau đó thông báo truy tố Bộ trưởng Hạ tầng và phát lệnh bắt với chánh văn phòng thủ tướng nước này đều là cáo buộc lạm dụng ngân quỹ và tham nhũng. Còn tại Vương quốc Anh, nước này cấm khí cười. Reuters đưa tin, lệnh cấm sử dụng và sở hữu oxit nitơ hay là khí cười có hiệu lực ở nước Anh từ hôm nay, ngày 8 tháng 11. Những người bị bắt vì sản xuất, cung cấp hoặc bán loại khí này phải đối mặt với án tù dài hạn. Theo như lệnh cấm mới, những người liên tục lạm dụng khí gây cười có thể bị phạt tiền hoặc nhận án tới 2 năm tù. Hình phạt tù tối đa cho tội buôn bán khí cười tăng gấp đôi lên 14 năm. Và thống kê cũng cho thấy, oxit nitơ là loại chất phổ biến thứ ba được sử dụng bởi những người từ 16 đến 24 tuổi nước này. Việc sử dụng nhiều có thể dẫn đến thiếu máu, nghiêm trọng hơn là tổn thương thần kinh hoặc tê liệt. Trung Quốc trồng thành công rau và cà chua trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Trang tin La Strange cho biết các loại rau đang được ba phi hành gia tàu Thần Châu 16 trông như là một phần của kế hoạch thám hiểm không gian sâu trong tương lai. Rau được trồng bằng hai bộ thiết bị chuyên dụng, vụ đầu tiên bắt đầu vào tháng 6 và đã được thu hoạch 4 mẻ xà lách. Vụ thứ hai trồng vào tháng 8 gồm cà chua bi và hành lá. Và Trung Quốc đang nỗ lực đưa hai phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030. Họ cũng đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ trên mặt trăng được gọi là Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế trong thời gian tới. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Thưa quý vị, vài ngày gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội, người dùng chia sẻ và kêu gọi nhau tẩy chay ứng dụng Snapchat vì hiển thị bản đồ có chứa đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông, xâm hại chủ quyền Việt Nam trên không gian mạng. Nhiều người cũng cho hay, kể từ cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, đường lưỡi bò đã xuất hiện trong tính năng bản đồ ở chế độ vệ tinh. Sau khi sự việc được phát hiện, cư dân mạng Việt Nam đã kêu gọi tẩy chay, gỡ bỏ và ngừng sử dụng Snapchat. Nhiều người thậm chí còn truy cập vào kho ứng dụng Google Play và App Store để đánh giá một sao Snapchat như một cách để phản đối ứng dụng này. Trên Google Play, một người dùng đã bình luận rằng app cập nhật sai lệch với thông tin chủ quyền được công nhận trên bản đồ thế giới. Một người khác viết rằng chủ quyền biển đảo của Việt Nam là không thể xâm phạm, tôi sẽ gỡ bỏ Snapchat và không bao giờ dùng lại ứng dụng này. Còn trên App Store, một người dùng iPhone đã bày tỏ điều này là không thể chấp nhận được, ứng dụng này xứng đáng bị đánh giá một sao. Và hiện thì làn sóng phản đối và tẩy chay Snapchat tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Snapchat là ứng dụng nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, video được phát triển bởi Snap Inc. Mỹ với gần 400 triệu người dùng trên toàn cầu. Số lượng người dùng Snapchat ở Việt Nam không nhiều, chủ yếu là cho công việc với đối tác nước ngoài. Một tin đáng chú ý tại Đà Nẵng. Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ từ cuối chiều ngày 7 tháng 11 đã làm một số tuyến đường và khu dân cư ở quận Liên Chiểu cùng một số tuyến phố trung tâm tại Đà Nẵng ngập sâu. Và riêng tại trục đường Tô Hiệu, Ngô Chân Lưu, nước thoát không kịp, có nơi đường ngập gần 1 mét giữa lúc cao điểm, hàng loạt xe chết máy và nhiều người đón con phải dắt bộ. Theo tờ Tuổi Trẻ, khu ngập nặng nhất nằm ở hai bên trục đường Ngô Chân Lưu, ven kênh Đa Cô, trong đó thì trường mầm non Tuổi Ngọc, quận Liên Chiểu, nằm ở nơi thấp trũng, bắt đầu bị ngập nước từ trạng vạng tối, nước tràn vào sân trường rồi dâng lên các phòng học. Nhà trường phải kêu gọi giáo viên cùng phụ huynh, người dân hỗ trợ kê dọn bàn ghế, đồ dùng học tập. Đêm muộn vào ngày 7 tháng 11, các giáo viên mới đi về nhà. Và thầy cô cũng cho biết, đây là lần thứ 3 trong tháng trường bị nước tràn vào ngập trong các phòng học. Vào lúc 21 giờ 40, mưa tạnh dần. Tuy nhiên vì dự báo có mưa lớn trong đêm, một số gia đình ở khu thấp trũng như là Mẹ Suốt, Phạm Như Sương đã bắt đầu dọn đồ đạc, chuẩn bị sơ tán. Và đến lúc 22 giờ 30, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân ở ngõ 127 đường Mẹ Suốt sơ tán, những người già hoặc bị tai biến lên phao bê cứu sinh, trẻ em được cõng trên lưng để vượt qua dòng nước lũ. Tuyến đường Mẹ Suốt cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km, được quy hoạch làm ga đường sắt từ năm 2004. Tờ VnExpress cho biết, do việc quản lý xây dựng của chính quyền thành phố lỏng lẻo để khoảng 2.000 căn nhà xây trái phép, đồng ruộng bị bê tông hóa để làm nhà, làm đường khiến việc thấm nước chậm hơn. Và tại kỳ họp tháng 7 năm 2018, nhiều đại biểu đã cảnh báo nguy cơ ngập lụt do kênh thoát nước thiết kế 10 năm trước không đủ để đáp ứng khi mà số gia đình tăng gấp 5 lần. Còn tại Hà Nội,
dừng hoạt động cơ sở mầm non chở 11 trẻ lên xe 7 chỗ. Vào chiều qua ngày 7 tháng 11, bà Tạ Thị Hồng Vân, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh cho biết, cơ sở mầm non Vườn Trẻ Thơ Kids Garden Kindergarten ở xã Văn Nội đã bị tạm dừng hoạt động vì cho trẻ đi tham quan mà chưa xin phép, tổ chức các hoạt động dã ngoại chưa đúng với quy định. Và trước đó, vào hôm ngày 4 tháng 11, khi tổ chức dã ngoại cho trẻ tại một trang trại ở huyện Đông Anh, trang trẻ này bị phát hiện chở 11 trẻ trên xe 7 chỗ. Một số người có mặt ở khu vườn nông trại đã quay lại cảnh này và đưa lên mạng. Trong video, hàng ghế sau của xe 7 chỗ được gập lại để các em nhỏ ngồi. Và theo người chia sẻ video, thời điểm đó chị thấy nhiều bé khóc to, còn cô giáo thì cố gắng đóng cửa ở hai bên hông xe. Một người khác cùng đoàn cũng cho biết, ở phía sau xe, các em nhỏ phải khoanh chân, những em thò chân ra ngoài được nhét vào để đóng cốp. Tài xế và cô giáo sau đó đã ngồi phía trên. Giải thích về sự việc, đại diện cơ sở mầm non cho hay, chuyến dã ngoại có 17 học sinh tham gia, định đưa đón nhiều lượt. Tuy nhiên do một số em là con giáo viên được chở bằng xe máy, còn lại 11 em, các cô đã quyết định cho đi cùng một chuyến. Nhà trẻ này đã xin lỗi phụ huynh và thông báo tạm dừng hoạt động vào hôm ngày 6 tháng 11. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi và đừng quên like, share, để lại bình luận phía dưới quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!